Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình Giáo hội Năm Châu xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Phương Thảo cảm ơn quý vị và anh chị em đã theo dõi chương trình này và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay. Cha Bernardo Sovalira cho biết Trung Quốc trấn áp những người đưa thông tin trung thực, số tử vong tiếp tục tăng kinh hoàng. Kính thưa quý vị và anh chị em, tính cho đến 10 giờ sáng ngày thứ Tư, 12 tháng 2, số người chết vì dịch coronavirus đang tiếp tục tăng. Các quan chức Trung Quốc cho biết trên toàn cõi Hoa Lục thêm 97 trường hợp tử vong mới trong ngày thứ Ba và thêm 2.015 trường hợp nhiễm bệnh mới trong vòng 24 giờ. Các số liệu mới đưa tin tổng số người chết ở Trung Quốc lên tới ít nhất 1.113 người và tổng số trường hợp được xác nhận đã tăng lên 44.653. Hầu hết 94 trường hợp tử vong mới được báo cáo xảy ra ở tỉnh Hồ Bắc, tâm chấn của dịch bệnh. Cha Bernardo Sovalira, giám đốc Asia News, cơ quan thông tin của Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại và là một chuyên gia về Trung Quốc có trụ sở ở Roma, là người đã từng giảng dạy nhiều năm tại Đại học Bắc Kinh, vừa có bài tường thuật sau về sự bưng bít thông tin của Bắc Kinh trong dịch bệnh coronavirus. Xin quý vị và anh chị em theo dõi qua lời dịch sang Việt ngữ của Đình Trinh. Thế giới có thể đang ca ngợi cách thức nổi bật của Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại sự bùng phát của coronavirus, nhưng không ai muốn nhắc đến thành công của nước này trong việc chống lại thông tin tự do mà bọn cầm quyền nước này cho là một thứ virus khác. Các nhà báo, luật sư, giáo sư và bác sĩ nào dám bày tỏ mối quan tâm hoặc truyền lại những hình ảnh và dữ liệu bị cho là không phù hợp với các nguồn chính thức đã bị cảnh sát đe dọa, hoặc thậm chí còn bị giam giữ. Đài Á Châu Tự Do đưa tin, cảnh sát đã bắt giữ nhà báo và luật sư Trần Thu Thực và cách ly anh ta như một bệnh nhân coronavirus vì các video của anh từ Vũ Hán. Một trong những báo cáo mới nhất của luật sư Trần tập trung vào các bệnh viện mới được xây dựng cấp tốc trong vài ngày. Nhà báo này cho biết, các bệnh viện này không được thiết kế để điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm, mà chỉ đơn giản là các bệnh viện chiến trường, với hàng trăm bệnh nhân chất đống trong các phòng bệnh, thường không được khám hay điều trị gì cả. Một nạn nhân khác của cảnh sát là giáo sư Chu Hiền Nhất, một triết gia tại Đại học Vũ Hán, là người đã bị chính các sinh viên của mình báo cáo với cảnh sát vì đã nói trên các phương tiện truyền thông xã hội rằng giới lãnh đạo tại Vũ Hán đã chậm trễ trong việc giải quyết dịch bệnh và thông báo cho công chúng về nguy cơ của nó. Giáo học ở Nam Kinh. Cuộc đàn áp đã trở nên mạnh mẽ hơn sau khi nhiều người Trung Quốc bày tỏ nỗi buồn và chỉ trích bọn cầm quyền về cái chết của bác sĩ Lý Văn Lương, là bác sĩ đầu tiên đưa ra cảnh báo về coronavirus, và cảnh sát cũng như cấp trên tại bệnh viện đã bắt anh phải im lặng. Anh đã chết trong bệnh viện sau khi nhiễm bệnh từ một bệnh nhân. Hôm thứ Ba, tờ Tài Tân đã công bố cuộc phỏng vấn với hai bác sĩ khác chịu chung số phận với bác sĩ Lương. Đó là bác sĩ Tạ Tâm Ca, là bác sĩ chuyên khoa ung thư tại trung tâm ung bú của Bệnh viện Liên minh Vũ Hán, và bác sĩ Lưu Vân làm việc tại khoa thần kinh của Bệnh viện Chữ Thập Đỏ Vũ Hán. Vào tháng 12, họ cũng đã cố gắng thông báo cho những người khác về bệnh viêm phổi kỳ lạ, ảnh hưởng đến số lượng bệnh nhân ngày càng tăng, nhưng cả hai bị cảnh sát ngăn chặn. Hai nhân vật trí thức nổi tiếng của Trung Quốc đã lên tiếng chống lại sự thiếu tự do thông tin, đó là giáo sư Từ Chương Nhuận tại Đại học Luật khoa Thanh Hóa và ông Từ Chí Dũng, cựu giảng viên tại Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh. Giáo sư Từ Chương Nhuận đã công bố một bài tiểu luận chỉ trích giới lãnh đạo Trung Quốc vì đã không kiểm soát được dịch coronavirus. Ông Từ Chí Dũng đã công bố một bài báo trên các phương tiện truyền thông xã hội yêu cầu Tập Cận Bình từ chức vì không có khả năng xử lý các cuộc khủng hoảng lớn. Bây giờ, cả hai đều có nguy cơ đi tù. Rõ ràng là, kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng, một lệnh cấm vận thông tin đã gây hại cho người dân ở Trung Quốc và trên thế giới, khiến cho virus lây lan gần như tự do trong nhiều tuần lễ. Một số người cũng tự hỏi liệu Tổ chức Y tế Thế giới với sự dè dặt không dám tuyên bố tình trạng khẩn cấp và ca ngợi quá mức phương pháp Trung Quốc trong việc ngăn chặn dịch bệnh, phải chăng đã bị Bắc Kinh nắm trong tay khi không đòi hỏi tự do thông tin và các kiểm tra độc lập hơn về tình hình. Trên thực tế,
Cho đến nay, những con số về tử vong và nhiễm trùng là những con số được độc quyền cung cấp bởi các cơ quan y tế Trung Quốc. Mặc dù khen ngợi hành động của Bắc Kinh, nhiều quốc gia đã đóng cửa các đường dây liên lạc với Trung Quốc và thực hiện biện pháp phòng ngừa. Điều này cho thấy rằng họ có ít niềm tin vào những gì chính quyền Trung Quốc nói, nhưng sự im lặng của họ đã cho phép Bắc Kinh đàn áp mọi hình thức chỉ trích tại Hoa Lục. Chương trình hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ vaticantv@gmail.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.